Em chào bác nhé, em Lâm đây. Em lên vừa lốp một con bếp ga đây. À, một loạt ngày hôm qua em lên là đâu đó mười mấy chiếc đấy. Thì cũng không quay nhiều quá, bác lựa chọn không biết chọn chứ mà. Đấy thì em sẽ quay mùng cuối này và sẽ ngừng lại một tuần nữa sẽ quay video. Đấy, hôm vừa rồi em lên mười mấy chiếc đấy, bác nào thích chiếc nào thì xem lại video hiện cho em nhé. Đấy. Thì trước mắt đây là một con Paloma 3. Con này là 66 đây má đây. Hôm nay quay má này. Má là IC66C AWCR. Đấy, hôm trước em lên con màu đỏ thì em bán rồi. Đấy, thì hôm nay lại lên một tiếp một con màu đỏ nữa. Hiện tại thì bếp em còn đang rất là nhiều nữa. Như con này em đang còn mấy chiếc. Hầu như là đợt này em phải hơn 100 chiếc bếp thì hầu như nó lớn giống nhau luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Thì trước mắt đây là một giới thiệu qua cửa hàng em. Cửa hàng em là cửa hàng Lâm Văn Sốp, địa chỉ tại Cầu Giàng, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 03 7799 6066, số dưới là 0975 360 433. Để bác mua hàng và theo dõi hàng thì em cho nó tiện. Đấy. À, hai số này em đều dùng Zalo cả. Bao lấy thì alo cho em để em tư vấn. Đấy. Con này là con mặt kính nhá. Mặt kính giả đá. Đấy, vân kim tuyến cực đẹp luôn. Chất bếp thì miễn bài. Đấy, mặt tiền đây. Đấy. Mặt tiền đây. Rất là nét luôn. Lò nướng luôn, một con lò nướng. Con qua quay sâu trong lò nướng. Chất bếp thì cực đẹp luôn. Đấy. Chất bếp thì không có gì để bàn luôn. Đấy. Còn là dòng vít đất của Paloma rồi. Má bếp đây. Má là 02/15, nghĩa là tháng 2/15 bắt đầu xuất xưởng. Đây, bếp cực đẹp luôn, không biết xuất nào luôn. Đây. Còn đây 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 các nhìn này, không phải sơn lại nhá. Không phải sơn lại đâu nhá, đừng bắt nào em sơn lại nhá. Đây là do nhà máy nhá, ví dụ người ta sơn lại, người ta căn tem này. Đây là nhà máy người ta sơn đấy nhá. Đây những cái vết này là vết là nhà máy nhá, không của em luôn nhá. Không nhiều bác để em sơn lại, không căn tem. Cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin 100% nhé. Sơn tiết loại thì biết ngay, bởi vì con này nó là sơn sần, không thể sơn được. Đấy, với công nghệ Việt Nam mình không thể sơn được. Đây là sơn chịu nhiệt thì không ông nào có thể sơn lại được cái sơn này. Đấy, tem đây. Tem đây. Bắt đầu xuất xưởng tháng 2/15 nhé. Chất bếp đây. Băng nắng luôn. Cực đẹp luôn. Hai đầu lồng sáng hốc ga đây. Đấy. Lò nướng quay rồi, thân xác em quay rồi. Nói chung là chất bếp này các bác không phải bàn. Con này đẹp ẩm trên 90%. Em quay vào test bếp luôn. Chạm phát nào lên. Nấu cơm nấu cháo bên này rồi. Đấy, bên này thì đun nước để tắt lên nhé. Đấy, bên này thì đun nước này. Đấy, khóa 3 giây không thu ga này. Đấy. Đấy, tiện đây là nó các số này chỉnh nhiệt độ linh nấu này, dán chiếc 200 độ 180 đến 160 140. Đấy, các bác chọn chế độ nào thì mình đặt chế độ đấy. Đấy. Đấy, rất là tiện nhé. Em tắt đi đã. Bên đây là đồng hồ sáng hôm này, hẹn giờ bên này, tăng giảm số thì ở đây. Đấy, bật này giờ bên này. Đấy, nó nướng thì đây, nó nướng thì nó sẽ dán ô dưới cùng này. Đấy, là nó nướng, đang đang quay nó nướng luôn. Nướng thì nướng hai tầng nữa rồi. Đấy, tăng giảm nữa ở đây. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, đồ Nhật mà. Đấy. Đấy, chất bếp cực đẹp luôn, full hết các tính năng luôn. Dòng này dòng VIP. Đấy, con này như năm ngoái các bác mua giá là được tầm 5,5 triệu. Năm nay thì cực kỳ rẻ luôn. Con này em bán các bác giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu là đã bao gồm với bác tặng pin, tặng lưới chống chuột. Thì em ship 36 tỉnh thành, bảo hành 2 năm thì các bác hỗ trợ sửa chữa trọn đời. Tức là sau này các bác dùng 5 năm, 7 năm sau mà chẳng may mất ngoài cái kiềng thì các bác điện em cho cái kiềng khác. Đấy, ví thử là như thế. Đấy, đơn giản vậy. Tức là bọn em hỗ trợ không tính phí. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Chào bác nhá.